đầu tiên, Tùng Anh sẽ bắt đầu thay mặt cho hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái xin gửi đến toàn thể các ông, các bà, các cô chú, anh chị và các bạn, những người thân của hai bên gia đình đang có mặt cho khai mạc hôn lễ ngày hôm nay lời cảm ơn chân thành nhất vì sự hiện diện của toàn thể quý vị. Là niềm vinh dự lớn lao đối với gia đình hai bên chúng tôi. Xin được gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thưa gia đình quý vị, Tạo Hóa đã ban tặng cho con người một món quà vô giá, đó chính là tình yêu. Tình yêu là khởi nguồn của cuộc sống và tình yêu là sự hòa nhịp của hai trái tim đồng đều. Trải qua một thời gian dài, cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Giờ đây được sự đồng ý của hai bên gia đình, chú rể Nguyễn Tâm và cô dâu Nguyễn Thư đã quyết định cùng nhau về xây tổ ấm như chim biển cánh, như phê liền cành. Và giờ đây xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay đang là chủ nhân của bữa tiệc, chú rể Nguyễn Thư, chú rể Nguyễn Tâm và cô dâu Nguyễn Thư. Và chúng ta hãy cùng nhau dành cho một tràng pháo tay thật lớn, thưa quý vị. Thưa quý vị, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Để có được ngày hôm nay, để có được giây phút tuyệt vời này, đó chính là công ơn trời bể, sinh thành và dưỡng dục của hai bên gia đình. Và ngay sau đây, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Bắc, chú ruột của chú rể, bà Phạm Thị Chín, thân sinh chú rể, xin cùng tiến lên sân khấu. Và tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Huệ, là thân sinh do bao giờ cùng bước lên sân khấu, ra mắt của viên đại học, xin trân trọng kính mời. Và ngay bây giờ đây sẽ là phần quan trọng nhất trong lễ thành hôn ngày hôm nay, đó chính là phần trao nhẫn cưới. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời chú rể Nguyễn Tâm và cô dâu Nguyễn Thư sẽ cùng nhau trao cho nhau kỷ vật của tình yêu, đó chính là chiếc nhẫn cưới. Trân trọng kính mời. Sẽ từng bước tiến về nơi thắp bánh để chúng ta tiến hành nghi thức thắp bánh. Xin được kính mời. Thưa tất cả quý vị, chiếc bánh tượng trưng cho tình yêu của người vợ luôn đậm thắm, luôn thủy chung. Vâng, và xin mời cô dâu của chú rể sẽ giúp cùng nhau tay trong tay và rót rượu lên tháp sân bay. Dành cho hàng tháng là những tình yêu mãnh liệt mà chú rể luôn dành tặng cho cô dâu, và đây sẽ là tình yêu vĩnh cửu. Chúng ta hãy cùng nhau dành cho hai anh chàng đó là mới, thưa quý vị. Vâng, và ngay sau đây thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nhau dâng rượu cho các đấng sinh thành. Và sau đó thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nhau